Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 14 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghệ sĩ Chí Tài sẽ được hỏa táng tại Mỹ, hiện vợ vẫn chưa được gặp. Thêm 2 ca Covid-19 mới cách ly tại Đà Nẵng. Người đàn bà sát hại phụ nữ đơn thân để cướp tài sản. 6 người thử nghiệm vaccine Covid-19 Mỹ đã tử vong, sự thật ra sao? Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tang lễ tại Mỹ của nghệ sĩ Chí Tài thay đổi, thi hài sẽ được hỏa táng và không nhận vòng hoa viếng. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau khi trở về Mỹ, nên cựu của cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa ngay đến nhà quan, không có người thân và vợ cũng chưa được gặp. Vào sáng ngày 13 tháng 12, vợ của cố nghệ sĩ đã thay mặt gia đình đăng thông tin cáo phó. Theo đó, thông tin tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài có thay đổi. Gia đình cũng không nhận vòng hoa, tiền phúng viếng sẽ được gửi vào tài khoản từ thiện để thực hiện di nguyện còn dang dở của cố nghệ sĩ. Cụ thể, từ 11 đến 17 giờ ngày 18 tháng 12, gia đình sẽ phát tang, làm thánh lễ cầu hồn và cho người thân cùng khán giả đến thăm viếng tại Công đoàn Giáo xứ Thánh Linh. Lễ an táng linh cữu cố nghệ sĩ sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 12, thi hài sẽ được hỏa táng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ca sĩ Phương Loan không được trực tiếp nhận linh cữu của chồng. Nhân viên nhà quan sẽ đứng ra hoàn tất thủ tục và đưa di hài về nơi tổ chức tang lễ. Đến trưa ngày 14 tháng 12 giờ Mỹ, tương đương với ngày 15 tháng 12 tại Việt Nam, chỉ vợ và anh trai được đến nhà quan để nhìn mặt cố nghệ sĩ. Chiều tối hôm qua, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca tính từ đầu dịch đến nay lên gần 1.400 ca. Trong khi đó, tổng số ca mắc trên toàn thế giới đã vượt 72 triệu ca. 2 ca mắc mới là các ca nhập cảnh đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Ca bệnh 1.396, nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 28 tháng 11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12 tháng 12 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân 1.397, nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 1 tháng 12, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Đà Nẵng, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12 tháng 12 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Với 2 bệnh nhân mới, số mắc Covid-19 tính từ đầu dịch tại Việt Nam đã xấp xỉ 1.400 người. Trong đó, 1.241 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Tính đến chiều nay, ngày 13 tháng 12 là đã gần 2 tuần không ghi nhận thêm ca mắc từ chùm bệnh nhân cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên toàn thế giới, đến ngày 13 tháng 12, số ca mắc Covid-19 đã vượt 72 triệu ca. Thưa quý vị, Lê Thị Chanh, 48 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, đã giết người phụ nữ sống một mình ở Phan Trí Cửa, Bình Thuận để cướp tài sản. Sau hơn 10 ngày gây án, nghi phạm đã bị công an bắt giữ đêm 12 tháng 12 khi đang lẩn trốn trong khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, Chanh thừa nhận hành vi phạm tội. Người này khai có mối quan hệ thân thiết với cậu ruột của bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi, ở huyện Tuy Phong. Từng đến nhà bà Lan nhiều lần, thấy người phụ nữ này đeo nhiều vàng, sống một mình. Cô ta nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Hôm 1 tháng 12, Chanh đến nhà của bà Lan nằm giữa đồng vắng phía sau phòng khám đa khoa thị trấn Phan Trí Cửa. Chanh đã sát hại chủ nhà rồi bỏ trốn. Thi thể nạn nhân sau đó được hàng xóm phát hiện trong tình trạng đầu có nhiều vết thương, trang sức trên người không còn. Phó giám đốc công an Bình Thuận cho biết, nghi phạm sống nay đây mai đó, vô phương cầu thực. Hiện Chanh bị di lý về Bình Thuận để điều tra. Nhiều người dân ở Mỹ hoang mang trước thông tin 6 người thử nghiệm vaccine của Pfizer đã tử vong, hiện đã có công bố chính thức và sẽ được cấp phép sử dụng. Ngày 12 tháng 12, xuất hiện thông tin trên mạng liên quan 6 ca tử vong trong thử nghiệm vaccine của hãng Pfizer Mỹ phối hợp với BioNTech Đức. Theo tài liệu do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công bố, có 6 người đã chết trong các cuộc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 do Pfizer và BioNTech phát triển. Nhưng số tử vong trên nằm trong các thử nghiệm có khoảng 44.000 người tham gia, tức tỷ lệ chỉ vào khoảng 0,01%. Theo báo cáo, trong số những người chết, 4 người được sử dụng giả dược, tức không liên quan gì đến vaccine, và 2 người còn lại được tiêm vaccine. Một trong 2 bệnh nhân được tiêm vaccine và đều trên 55 tuổi đã tử vong vì béo phì và xơ vữa động mạch. Người này tử vong 3 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên. Người thứ hai bị ngừng tiêm 62 ngày sau khi tiêm liều thứ hai. Tài liệu cũng nói rằng, trong số những người tử vong được dùng giả dược, 2 người chết vì đau tim và đột quỵ. Nguyên nhân cái chết của 2 người còn lại đang được điều tra làm rõ. Ngoài ra, báo cáo nói rằng, trong số 6 người đã tử vong trong các cuộc thử nghiệm, có 3 người trên 55 tuổi. Sau công bố trên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine này, có thể sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên. Đợt đầu tiên có khoảng 2,9 triệu liều vaccine. Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai cho tiêm vaccine của Pfizer, BioNTech trong vòng chưa đầy 24 giờ tới.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe cho Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.